Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Hoàng Long là người con của quê hương Trực Thái. Hiện anh đang là phó tổng giám đốc công ty Sông Đà Năm. Là một cựu học sinh của trường trung học cơ sở Trực Thái, anh luôn luôn nhớ về mái trường tuổi thơ của mình. Bằng những tình cảm chân thành nhất, anh đã sáng tác ca khúc Thời Áo Trắng để tặng thầy cô và mái trường. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Quốc Chiến, Học viện Âm nhạc Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút êm đềm nghe mùa thu đô la. Áo trắng bay vào trăng giấc mơ tôi. Tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối đi rụng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi thuở dài khờ, bài học hay lắm cho hồn thơ. Tôi nhớ về trường cũ thân thương, bút mực lên một thời áo trắng, trên trang giấy thắm tô từng điểm mười, thầy cô đã giúp tôi học làm người, giờ đi xa biết thua nào nuối. Lại trường xưa lắng trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút êm đềm nghe mùa thu đô la. Áo trắng bay vào trăng giấc mơ tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối rụng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi thua dài khờ, bài học hay lắm trong hồn làm người.
giờ đi xa biết thua nào muốn.